Chào bà con cô bác, ngày hôm nay 19 tháng 10. Hôm nay sổ bớt mơ máy đi. Rồi mai sẽ có máy mới. Nó mình sổ hồi iPhone gần hết luôn. Cây V-Max Beo 3 nha. Sổ 700.000. 700.000 V-Max Beo 3 700.000. G2 Prime 700.000. Cây này bán 400.000 nha. 400.000 sổ luôn 400.000. G2 Prime RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB, bán 400.000. Cây Oppo F một lút. Cây này màn hình lô nè, bán RAM 4 GB, bộ nhớ 64 GB. Đó màn hình linh kiện nha. Cây này bán 900.000 nè, 900.000 sổ luôn 900.000. Samsung Note 3 nha. Cây này sổ luôn, bán 600.000. Samsung Note 3 600.000 nha. Cây Samsung Trung Quốc A71 này. Cây này hết sổ được rồi nha. 500.000. 500.000 Samsung A71 500.000. Oppo F1 F1S RAM 3 GB, bộ nhớ 32 GB. Cây này bán 900.000. 900.000. Wiko 7 nắp. Cây này bán 350 nha. 350. Wiko. Cây đó RAM 2 GB, bộ nhớ 16 GB, mà bán có 350. V-Max Beo 500.000. V-Max Beo 500.000. Cái này mình có hai màu nha, màu đen màu xanh. Hai cây đồng giá hết 500.000. Cây Asus ROG 101D, cây này RAM 2 GB, bộ nhớ 16 GB, vỏ nắp sau đẹp keng hết, máy cứng khừ luôn. 500.000. Oppo F3, cây này mặt kính hơi xấu, cây này bán 1 triệu nha. Oppo F3 màn hình zin luôn, theo máy luôn, về ép kính vô là đẹp luôn. Cây này vỏ thì nó hơi xấu ở dưới này chút xíu. Oppo F1W RAM 3, bộ nhớ 16 GB, bán thường thường nó hay bị bể mấy cái này nhé. Của mình 10 cây bể hết 10 cây á, chả hiểu sao mà nó cứ bể góc. Cây này bán 600.000 nhé. Oppo F1W RAM 3, bộ nhớ 16 GB, nó có giá nhờ cái RAM cao. Samsung J7 đốm đen màn hình trên này chút xíu thôi.
nó bị đốm đen rồi bị chày ngay cái góc kiếng trên này nha. Rồi nắp sau thì mình sườn này thì mình thay thay mới rồi bán 500 ngàn nha. Sườn thay rồi bán 500 ngàn. Cây đó RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Ai không biết chi tiết nó vô G700 mình biết. Mobitab Line Rumble S 500 ngàn, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Đó, để bao nhiêu ngày trời mà pin còn biết bao nhiêu luôn. Cây này bán 500 ngàn nha. Line Rumble S, hàng Việt Nam. Samsung Note 4 nha. Cây này màn hình đẹp luôn nha. Cây này bán 700 ngàn. 700 ngàn. Samsung Note 4 nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Mobitab Line Rumble G2. Cây này bán 500 ngàn nha. RAM 2, bộ nhớ 16GB nha. Giá này xuống là hết rồi nha, chắc chả bao giờ xuống hơn. RAM 2, bộ nhớ 16GB. Oppo F3, mặt kính đẹp nha. Nắp sau nhìn cũng tương đối đẹp nha. Nắp sau này thay. Cây này bán 1,2 triệu. Còn ai mua thì triệu cây 6 kia. F3 là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB luôn. Huawei RAM 2, bộ nhớ 16GB. Huawei N21 Android cũng 6 chấm luôn. Cây này bán 500 ngàn nha. Huawei 500 ngàn. VMAX Bell 3 màu trắng 700 ngàn. Xuống giá 700 ngàn. Hơi bị bể góc sườn này chút xíu. G5 Dream 800 ngàn. G5 Dream 800 ngàn. RAM 2, bộ nhớ 16GB. Mấy dòng này là toàn là Android cao không nha. Khi nào mà có Android thấp á, thì mình mới thông báo là Android nó là coi phim trên trang web trình duyệt nha. Còn mình không thông báo RAM là có nghĩa là RAM là đều là trên ấy, Android đều là trên 5 chấm nha. Nó có thể xài YouTube, vô tư nha, Zalo, Facebook nha. G530 màu trắng 400 ngàn. Nhớ G530 nha, màu trắng 400 ngàn. HD camera nha, máy của Trung Quốc. Máy này bán, cây này bán 350 nha. HD camera nha. Màn hình của nó cũng rộng nha. Màn hình của nó cũng 5 inch, mấy gần 6 inch. Cây HD Ultra 400 ngàn. Máy này là đẹp nguyên cây luôn. 400 ngàn. Còn cây này cây quái gì không biết, không thấy tên tuổi, không thấy tên tuổi nha. Nó bộ nhớ thường thường máy Trung Quốc thì bộ nhớ nó ẻo thôi quá, cho nên là nó hay báo nó đề 64GB chứ còn không có nha.
Bộ nhớ thì nó để nó muốn ghi bao nhiêu kệ nó nhé, mình đừng thắc mắc, mình chỉ biết là xài xài thôi. Cây này Trung Quốc nhà bán 350 nha, 350, không biết tên tên tuổi, không biết mẹ họ. Samsung G2 bờ rim RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB, màu hồng đẹp nguyên cây. Đó, đẹp nguyên cây nha. Bán 550, 550. Cây G530 hay G531 thì bán 400 ngàn nha, màu vàng nha. Cây này màu vàng. Sườn xấu này mình có thể bóc nha, lấy tay bóc nha. Còn ai răng to lấy răng kẹo cũng được. Note 4 nha, màn hình cũng hơi ám nha. Đó, màn hình nó ám nha. Cây này bán 600 ngàn nha, 600 ngàn. Còn cây kia màn hình không ám nha, bán 700. Cây này màn hình ám thì bán 600 ngàn nha. Samsung Note 4. Cây Mi 5 RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Dòng máy này là chơi game phà phà luôn. Mi thường thường mấy cái thông số chip của nó ai biết thì về con chip ấy, thì nó mạnh lắm nhỉ. Cây này bán 85 ngàn nha, vỏ xấu nha, vỏ sườn xấu như chó luôn. Mua về thì mình dán vô á, đem ra ngoài tiệm chia dán chừng mười mấy 20 ngàn, nó đẹp keng luôn. Cây này bán 85 ngàn nha, Mi 5 nha. Cây sáp Nhật nha. Sáp Nhật nó bị dính dịch vụ của Google Play này. Mình thì chưa có biết vấn đề chạy của thằng sáp, cho nên là mình chưa có dám đụng tới. Đụng tới nhiều khi nó quéo queo luôn. Nó dính vào cái dịch vụ Google Play á. Cây này cũng bự lắm nha, to lắm. Sáp Nhật nha. Ai mua thì mình cũng bán luôn 400 ngàn nha. Còn mình mà chạy được cái Google Play này mình bán là 7-85 ngàn. Cho nên mình bán giá là dịch vụ Google Play đá dần này. Có Google thì mình bán 7-800 ngàn. Còn để vậy thì mình bán 400 ngàn nữa nha. Ai biết thì vừa mua về chạy. Chạy chương trình này. Samsung S5, cây này phiên bản Android cao 6 chấm. Cây này Android cao 6.1 luôn. Samsung S5. Cây này bán 500 ngàn. 500 ngàn Samsung S5. Oppo F5 nha. Đó, cây này Oppo F5 nha, nó hàng nhái nha chứ không phải chính hãng nha. Hàng Trung Quốc á. Nhìn nó tựa tựa y chang vậy đó. Nhiều khi thợ thiền nhiều khi nhìn vô cũng còn lầm đó kìa. Cây này bán bị lít góc này, bán 400 ngàn. 400 ngàn. Samsung G410. Samsung G410, cây này bán 900 ngàn.
Android 8.1 này. Đời máy là J410F. Cây này bán 900 ngàn nha, Samsung J4. iPhone 12 Pro Max màu đen nha. Cái này mặt kính về mình lau chùi đi nó sáng đấy. Quay phim thì nó gió lắm, nó chổi. Nó lâu rồi nó sáng đấy. Cái này bán 800 ngàn nha. iPhone 12 Pro Max 800 ngàn nha. Màu đen. Cây màu đỏ này thì cũng giá 800 ngàn nha. Màu đỏ giá 800 ngàn luôn nha. Sườn bọng này thì nó hơi chóc chóc thôi, mình về mình cạo ra. iPhone 13 Pro Max này. Mặt kính thì đẹp nha. Nhà bên sau thì bể nắp đít nha. Rồi mình tặng cho cái ốp lưng nó để cho nó đẹp. Đó, để bày thì đâu ai thấy đâu ha. Mấy này lau chùi đi nó hết. Cái này bán 1 triệu nha. 13 Pro Max bể nắp sau bán 1 triệu nha. Cây này thì không bể nắp mà sườn cũng hơi xấu đấy. Cũng xấu luôn, giá 1 triệu luôn. Máy tính bảng là xấu luôn. Mà mấy dòng này xấu giá đó cũng hết rồi. Hết xấu được rồi. Cây kinh công nè, hết pin nè. Coi phim vô trang web coi, cây này bán 300 ngàn nè, kinh công. Cây Martel nha, Martel Android 8.1. Gọi nhà, gọi mà tên máy là Tab 8 nút. 2 không biết tên máy thì vô gọi là Tab 8 nút là biết. Ta Android 8.1 nha, cây đó bán 600 ngàn. Samsung Tab A2016. Thường thường Samsung thì nó hay bị rớt cái nắp này. Đó, cây này mình bán 700 ngàn nhé. Màn hình zin. Màn hình zin theo máy luôn. Cây này là nguyên cây luôn. Chưa có bung biết. Tab 3. Cây này hết pin này. Tab 3 này. Hết pin mình không biết chưa, cho nên là mình không có sạc tới nó. Cây Tab 3 này nhé. Coi phim thì Android nó có 4.4 này nha. Coi phim vô trang web coi nha. Cây này bán 600 ngàn nha. 10 inch. Màn hình zin luôn nha. Cây Tab E này. Tab E này thì 1.1 triệu nha. Hạ giá xuống còn 1.1 triệu nha. Tab E. Cây này Android 6 chấm. Màn hình 10 inch luôn. Bán 1.1 triệu nha. Huawei này RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Cây này tụt rẻ luôn, bán 800 ngàn luôn. Về vốn luôn. Bán 800 ngàn luôn. Cây này bên là RAM 2 nha, bộ nhớ 16GB nha. Bộ nhớ 16GB nha. Cây này cảm ứng sao rồi trời.
Chắc máy rớt từ trên rớt xuống bị lỏng dây. Cây Martell nha. Nó đề Galaxy Tab nha, nhưng mà dòng họ của Martell nha. Nghe bèn bèn nó biết rồi nha. Cây này Android 5.1 luôn. Nó Android 5.1 nha. Cây này bán 800.000, 800.000. Màn hình cũng 10 inch luôn nha. Đó, màn hình cũng 10 inch luôn nha. Nhưng mà nó dạng làm con cái thằng này là đứng. Như cây này là cây gọi là cây Martell mà dạng đứng á. Đó, nó dạng đứng này. Cây này Android 8.1 á. Màn hình thì 11 inch nha. Cây này bán 1 triệu nha. Cây Martell này Android 10 chấm luôn nha. Android nó 10 chấm. Cây này bán 1 triệu luôn nha. Đó, cây này là Android 10 đó. Cây này bán 1 triệu nha. Máy này cũng đẹp nguyên cây nha. Ai mua thì gọi tên là TA-366 là biết rồi. Cây Tab 4 nha. Tab 4 phiên bản của nó là tiếng Anh nha. Tab 4 phiên bản của nó là tiếng Anh. Ai muốn mua thì về chạy, có thể chạy tiếng Việt được nha. Chạy tiếng Việt thì hết có mấy chục ngàn thôi. Android là 5.2 luôn nha. 5.0, 5.2 xài YouTube tốt. Cây này là không có xài sim nha. Bán 800.000. 800.000 Tab 4 nha. iPad 3 xài sim 800.000. Có xài sim 800.000. iPad 3. Mấy cái đen này thì mình lau chùi đi là nó hết. Đó, lau chùi đi nó hết. Tại mình thời gian ngủ thì có, mà thời gian lau chùi máy mình không có. Cây iPad, cây này iPad 2. iPad 2 xài sim nha, cũng đồng giá luôn nha. 800.000. Tại vì iPad 3 với 2 nó xài nó cũng như nhau hết, không có khác đâu. Hai thằng cũng đồng giá hết, xài không có khác nhau thế nào hết. Cây iPad này thì mình có hai cây nha. iPad này thì mình hai cây nha, không xài sim. Có cây màu trắng và màu đen nha. Ai muốn chốt cây nào chốt nha. Cây